Mến chào quý anh chị đã đến với channel của gia đình mẹ con nhà Ella. Hôm nay thì mình vào bếp để làm món bánh chuối chiên nè. Công thức pha bột của mình thì khá là đơn giản mà thành phẩm ra rất là ngon luôn. Bánh chiên ra rỗng ruột nè, giòn xốp mà được cái giòn lâu nữa. Bánh ngon như vậy nên là mình quay mình giữ lại công thức á, sẵn mình chia sẻ lên đây. Những cái anh chị nào mà cần á thì có thể xem tham khảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha bột nè. Bột hôm nay thì mình sẽ pha cho khoảng từ 10 đến 12 trái chuối sứ á. Mình lấy ở đây là 300g bột gạo nè, 50g bột chiên giòn. Mình thích cái mùi mè đó nên là mình cho vào đây một thìa canh. Các bạn nào không thích thì khỏi cho ha. Cho vào đây 50g đường nữa. Các bạn nào thích ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm ha. Còn như mình là thấy như vậy là vừa rồi. Mình cho vào đây 1/4 thìa cà phê muối nữa. Vắt vào đây 1 lát chanh. Cơm nguội á, mình dùng 2 muỗng canh ha. Mình lấy 100ml nước, mình cho vào mình xay cùng á. Cho thịt là nhuyễn thì mình cho vào đây. Cái cơm nguội này nó sẽ giúp cho cái bánh mình nó có cái độ xốp á các bạn. Rồi bây giờ mình lấy thêm 300ml nước nữa. Mình cho vào đây, mình quấy đều lên. Để cái bột như vậy thì chiên lên cái bánh của mình nó không có được vàng đẹp á, nên mình cho vào đây một tí tinh chất nghệ tươi nè. Nghệ này là mấy chị nhà mình dùng để uống để làm đẹp với lại chị đau bao tử á. Nhưng mà mình thì mình không có uống. Mình thường mua cái loại tinh chất nghệ này về để làm bánh thôi. Tại vì cái màu nó ra đẹp á, mà nó không có mùi, không có vị nữa. Bột này thì mình sẽ ủ trong vòng khoảng 2 tiếng mình mới chiên. Nhưng mà mẹ thấy rồi, đợi xíu nữa mẹ quay lại mẹ chơi với con nha. Bột này thì mình ủ 2 tiếng mình mới chiên. Nhưng mà nếu mà các bạn gấp á, thì nửa tiếng á, thì cũng có thể chiên được rồi. Trong khi chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi làm cái phần chuối ha. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ ra nè. Chuối sứ thì các bạn để nó chín chín một chút hẳn chiên ha, để nó không có cái độ, nó không có bị cái vị chát á. Nhưng mà cũng đừng có để chín quá ha. Chín quá thì nó lại nhũn á, khi mà mình chiên cái bánh nó khó chiên, nó dễ bị nát nè, mà cái độ giòn của bánh cũng không có được cao nữa. Một cái bánh của mình thì mình sẽ dùng một trái chuối ha. Nhưng mà mình sẽ không để nguyên một trái chuối như vậy mình ép đâu. Mình sẽ cắt đôi ra. Chút nữa mình bóc xong mình sẽ cắt đôi hết nó ra. Rồi mình ép từng nửa trái một. Rồi trái nào mình ép xong là mình gập nó lại á, thì nó cũng thành một trái. Để khi mà mình chiên á, là cái bánh chuối của mình á, chung quanh cái vỏ bánh nó đều có chuối. Còn mình để nguyên trái thì mình ép ra thì nó sẽ bị một bên có chuối, một bên không á. Chuối này các bạn thích mà ép tròn nó thì các bạn gấp đôi. Ở đây là mình dùng cái giấy kiến để nó không có bị bám vào cái thớt á, nó không bị dơ, nó không bị dính á. Các bạn thích cái bánh của mình nó to bản thì mình gấp đôi thôi. Còn nếu mà các bạn thích chuối của mình nó dài dài như vậy nè. Bây giờ chiên chuối nó dài dài như vậy đang là trend nè. Đó, thì các bạn quấn cái bịch của mình vào sát cái quả chuối á, rồi mình ép thì nó sẽ dài ha. Chuối ép xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chiên ha. Mình dùng cái chảo không dính cho nó dễ chùi rửa nè. Mình để lửa làm nóng dầu là lửa trung bình, chứ mình không có để lửa cao. Mình cắt một cái chai nước suối á, để mình dùng để cho chuối và mình chiên nè. Cái đồ chiên này thì dùng cái vỏ chai như vậy thì cái bánh của mình nó láng đẹp lắm. Tuy nhiên là nó bằng nhựa đó, nên là mình khi mình cho chuối vào thì mình không có để sát cái phần dầu. Gần gần tới là mình đổ luôn, chứ mình không có để nó chạm vào dầu là nó sẽ bị quéo liền. Trước khi cho chuối vào các bạn nhớ dùng đũa tre hay đũa gỗ á, mình thử dầu á, tới á, thì mình mới cho chuối vào ha. Cho chuối vào rồi mình trở mặt. Khi mà mình nhìn thấy cái vỏ bánh nó bắt đầu có cái độ giòn giòn á, vàng vàng như thế này thì mình sẽ vớt ra ha. Mình nhúng qua bột một lần nữa. Mình nhúng qua bột hai lần như thế này thì cái bánh của mình á, nó sẽ có cái độ phồng xốp và nó được giòn lâu hơn. Các bạn cũng có thể áo ba lần cũng được, nhưng mà mình thì thường là mình áo hai lần là được rồi.
mấy cái bột nó bị rớt ra thì mình vớt ra luôn ha, để cái dầu của mình nó được sạch á, nó không có bị cháy. Đó, bánh chuối của mình nó vàng tới như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình vớt ra, cái dĩa có để xanh giấy thì mà nó thấm dầu luôn ha. Bánh của mình á, chiên xong á, nó còn nóng nóng á, ăn nó có cái độ giòn cao lắm, ăn lúc này là ngon nhất nè. Bánh này thì nó sẽ giòn được khoảng 2 đến 3 tiếng nha các bạn. Các bạn để 5-7 tiếng hoặc là 7-8 tiếng, hoặc là để ngày hôm sau mới ăn á. Hoặc là mình chiên nhiều nhiều, mình kết vô ngăn đông đá rồi lúc nào mình ăn á, rồi mình lấy ra mình nướng á, thì nó vẫn có cái độ giòn nguyên vẹn như là cái lúc mà mình mới chiên luôn đó các bạn đó. Nên là các bạn có thể nếu mà nó hết giòn thì các bạn có thể nướng lại ha, bằng cái lò nướng hoặc là dùng cái nồi chiên không dầu á, mình làm nóng lên là nó sẽ giòn nha. Video chia sẻ cho cái món bánh chuối chiên của mình đến đây thì cũng xin được tạm dừng. Nếu các bạn thấy yêu thích chia sẻ của mình thì đừng ngại bấm cái nút đăng ký ha, để theo dõi tiếp theo những video chia sẻ về đời sống của mấy mẹ con ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hả? Mẹ có thể con cá kia. Mẹ không nhìn thấy. Nó trong đây rồi. Vậy hả? Đâu mẹ con à? Đây rồi.